Joyce Phạm, ái nữ nhà Minh Nhựa nổi đoá lên khi bị hỏi chuyện tế nhị hậu sinh con thứ hai. Sau gần một tháng sinh con thứ hai, ái nữ Minh Nhựa lộ diện nhưng tỏ ra không vui khi nhận được câu hỏi tế nhị. Joyce Phạm là cô con gái cưng duy nhất của đại gia Minh Nhựa, phó tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành và vợ cũ Phương Thúy. Kết hôn ở tuổi 20 và sinh con trai đầu lòng vào tháng 4 năm 2020, Joyce Phạm ngày càng nổi danh không chỉ bởi là hot YouTuber và Instagram mà còn bởi cô là một bà mẹ xinh đẹp và gợi cảm. Tháng 12 năm 2021, nhân dịp sinh nhật ông xã, ái nữ nhà Minh Nhựa bất ngờ công bố đang mang thai lần thứ hai. Khi đó, mặc dù bụng đã to, nhưng dường như cô nàng Rich Kid sinh năm 1999 vẫn không hề bớt đẹp. Ngược lại, cô càng nhuận sắc hơn vì hợp bầu. Khuôn mặt, tay chân vẫn gọn gàng, thậm chí là bờ vai gầy và xương quai xanh gợi cảm của Joyce Phạm vẫn tồn tại. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là ngoài việc khoe ảnh bầu ra thì mẹ bầu này hầu như không chia sẻ bất kỳ thông tin gì về câu chuyện mang bầu của mình. Cô chỉ tập trung vào tận hưởng những ngày tháng bầu bí đáng nhớ bằng những chuyến du lịch bên gia đình nhỏ của mình. Vậy nhưng sau khi con gái dâu chào đời, mới đây Joyce Phạm đã tiết lộ một vài thông tin bầu bí. Theo đó, sau khi sinh con trai, vợ chồng cô định sẽ để thư thả vài năm rồi mới sinh con thứ hai. Nhưng bé dâu đến bất ngờ và đó là lộc trời cho nên bà mẹ một con rất vui và đón nhận. Joyce Phạm tâm sự với người hâm mộ, kể chuyện sao phát hiện có bầu vui nè. Vì hồi trước vắt sữa cho tít uống nên Joyce phải uống sữa ong thỏ nóng. Lâu lắm rồi tự nhiên Joyce thèm lại, thấy thèm tùm lum tùm la luôn, cái phát hiện hai vạch. Từ khi biết mình mang thai, nàng Rich Kid 9X ăn uống tùy thích, không cần kiêng khem món gì. Chỉ riêng sữa bầu là Joyce Phạm không uống được. Thế nhưng có lẽ là do cơ địa nên dù ăn uống thả ga thì mọi chất dinh dưỡng đều chỉ tập trung vào em bé. Do đó, các bộ phận khác của Joyce Phạm không có sự thay đổi nhiều, dù tổng kết lại cô tăng 11kg. Sau sinh, bà mẹ hai con cũng nhanh chóng xuất hiện trong những khung hình của gia đình với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Cô gửi lời yêu thương đến các con. Nhìn tấm hình này, ba mẹ cũng không tin được sẽ có ngày ba mẹ sẽ có hai đứa xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ. Mẹ cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã sinh ra hai đứa được khỏe mạnh và bình an. Mẹ biết mẹ sẽ có nhiều trách nhiệm hơn khi có thêm Jayla. Mẹ sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình, chăm sóc hai đứa và dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho hai đứa. Mẹ yêu Jayden và Jayla. Trong thời gian ở cử, thay vì tập trung vào nghỉ ngơi như các bà đẻ khác, Joyce Phạm vẫn chăm chỉ tương tác cùng người hâm mộ trên Instagram. Cô không chỉ chia sẻ về chuyện bầu bí mà còn tiết lộ luôn cả chuyện ở cử của mình. Cũng giống như tập 1, ái nữ nhà Minh Nhựa lựa chọn ở cử theo kiểu truyền thống, nghĩa là cô sẽ nằm thang, chườm bụng nóng, bôi nghệ. Và đặc biệt, Joyce Phạm còn tiết lộ, thay vì ngày nào cũng tắm thì nếu ở cử theo truyền thống là một tháng mới được tắm, còn Joyce thì cách 10 ngày tắm một lần. Tuy nhiên, trong quá trình hỏi đáp với mọi người, Joyce Phạm đã nổi đoá lên khi liên tục bị hỏi, chị sẽ sinh em bé thứ ba chứ ạ? À? Hay chị có tính sinh thêm em bé thứ ba, thứ tư nữa không? Đáp trả lại những câu hỏi kém duyên này, bà mẹ hai con thẳng thắn cho biết, đúng là chị thích nhiều con nhưng không phải bây giờ, nên chị nghĩ những câu hỏi này nên để dành khi tít và dâu lớn rồi hãy hỏi. Nuôi một đứa con nít lớn lên không phải chuyện đùa. Đúng là thường người ta hay nói nhà có điều kiện thì sinh bao nhiêu cũng được, nhưng việc mình phải suy nghĩ tới là mình đã chăm lo tốt cho tít và dâu hay chưa. Theo như chị nghĩ, em chưa biết cảm giác sinh một đứa con ra là như thế nào. Mỗi lần sinh là mỗi lần sức khỏe của người phụ nữ càng yếu đi. Không còn như lúc chưa sinh đâu em. Kèm thêm việc mang bầu không phải như kiểu vui chơi này kia. Em phải suy nghĩ việc mang bầu em bé có khỏe mạnh không? Em bé có phát triển bình thường hay không? Em bé có đầy đủ mọi thứ hay không? Chứ em mang bầu mà con em bị một vấn đề gì đó. Em sinh ra là tội con chứ không phải là chuyện đùa. Rồi ngoài ra em phải lo tả sữa đồ mặc. Rồi con lớn lên em phải lo trường học này kia. Rất nhiều việc phải suy nghĩ khi có con. Nên chị xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy nữa. Cảm ơn em đã hỏi chị. Đồng thời, Joyce Phạm còn tiết lộ thêm rằng lần sinh này của cô hoàn toàn khác so với lần sinh đầu tiên. Có nhiều vấn đề phức tạp nên ông xã cô không muốn vợ mình sinh thêm nữa. Hiện tại, Joyce Phạm vẫn đang trong thời gian ở cử và tận hưởng hạnh phúc khi có hai em bé kháu khỉnh đáng yêu ở bên cạnh.